Xin chào các bạn, tôi là Phan Hoa. Hiện tại thì tôi đang là chuyên gia về chăm sóc da, điều trị mụn, nám. Và ngày hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ cho các bạn bí quyết có cái làn da mềm, mịn, săn chắc bằng việc áp dụng 8 động tác massage từ Tổng Giám đốc Đỗ Kim Yến. Trước đây khi mà tôi chưa biết cách massage như nào ấy, cách sử dụng các cái động tác tay ra làm sao ấy, thì không những cái làn da của tôi được cải thiện mà làn da của tôi ấy, nó còn chảy xệ hơn và khiến cho tôi rất là tự ti. Và sau khi mà tôi được Tổng Giám đốc Đỗ Kim Yến chia sẻ các cái động tác massage đúng hướng, đúng cách thì cái làn da của tôi trở nên mềm mịn hơn, săn chắc hơn, những cái vết nám, sạm, tàn nhang thì được mờ rất là nhiều. Và ngày hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ cho các bạn các cái động tác massage để làm sao giúp chị em phụ nữ chúng ta trở nên tự tin hơn, xinh đẹp hơn nhé. Đấy. Đầu tiên là chúng ta sẽ làm sạch mặt và sau đó thì chúng ta sẽ lấy một cái lượng kem massage, cho ra lòng bàn tay các bạn nhé. Đấy, cho ra lòng bàn tay, sau đó thì chúng ta massage. Đấy. Và cái động tác đầu tiên đó chính là chúng ta dùng ba ngón tay, từ giữa cằm đi lên khóe mũi. Đấy. Và động tác này chúng ta cũng lặp lại 3 lần các bạn nhé. Động tác thứ hai, từ khóe mũi lên thái dương. Đấy. Chúng ta đếm từ 1 cho đến 3 để giúp lưng cơ mặt trẻ hóa. Động tác thứ ba đó chính là dùng 3 ngón tay massage từ khóe mũi lên bên trán. Đây các bạn nhé. Đấy, vòng qua hai mắt. Và cái động tác này thì chúng ta cũng lặp lại. Đấy. Cái động tác thứ tư đó chính là dùng 3 ngón tay từ giữa cằm lên tai nhé. Đây, các bạn nhìn quan sát động tác nhé. Chúng ta cũng lặp lại 3 lần nhé, ít nhất 3 lần. Động tác thứ năm đó chính là hút từ cánh mũi lên đuôi mắt. Để giảm nhăn mắt các bạn nhé, cũng như là giảm các cái vết chân chim ở cái khu mắt. Đấy. Động tác thứ sáu đó chính là từ giữa trán ra hai bên thái dương. Đấy. Từ giữa trán hai bên thái dương. Động tác số 7 đó chính là dùng ngón trỏ, ngón giữa, ngón áp út ấn lên ba huyệt ở trên gò má nhé. Sau đó thì chúng ta đếm đến 3, chúng ta thẳng được ra. Động tác thứ 8 đó chính là dùng ngón giữa ấn trên huyệt đầu các bạn nhé. Đấy. Vừa rồi thì Hoa có chia sẻ cho các bạn các cái động tác massage và chắc chắn là các cái động tác này khi mà chúng ta làm quen, làm đúng cách, bài bản thì cái làn da của chúng ta sẽ cải thiện hơn và sẽ trở nên mềm mịn hơn và dễ thẩm thấu kem và sẽ giúp cái làn da của chúng ta được lơ cơ, được cái trẻ hóa, mờ sạm nám và săn chắc cái làn da nhé. Các bạn thấy video này hay, các bạn nhớ like, đăng ký và chia sẻ để làm sao mà Hoa liên tục cập nhật những cái video mới nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn tại các video tiếp theo.